nắm bắt được nhu cầu của các khách hàng yêu thích dòng xe Lenovo với mục đích là di chuyển nhiều người, giả dụ là 7 người trên một chiếc xe và trên một chiếc xe hạng sang cao cấp. Chính như vậy thì thương hiệu Lenovo bắt đầu từ model 2023 ứng dụng trên chiếc Range Rover đã thêm một biến thể mới cho mẫu xe Range Rover này. Trước đây chúng ta sẽ có 5 chỗ, 4 chỗ và bây giờ chúng ta sẽ có biến thể 7 chỗ. Thêm lựa chọn cho quý khách hàng lựa chọn cho việc chúng ta di chuyển với nhiều người trên một chiếc xe. Trước đây Ngọc Đăng hay giới thiệu đến quý vị các bạn mẫu xe Range Rover SE Long Bay, tuy nhiên mới chỉ là 5 chỗ ngồi thôi. Hôm nay thì Ngọc Đăng sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn mẫu xe Range Rover SE Long Bay, tuy nhiên lại là mẫu xe 7 chỗ. Chiếc xe này phù hợp với khách hàng nào mong muốn có mục đích lựa chọn một chiếc xe hạng sang và 7 chỗ ngồi đi cả gia đình, sẽ rất phù hợp quý vị các bạn nhé. Nào, hãy cùng Ngọc Đăng đi khám phá xem chiếc xe này sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu về tổng quan của mẫu xe Range Rover SE Long Bay phiên bản 7 chỗ ngay đằng sau Ngọc Đăng đây. Chúng ta sẽ nói về kích thước trước. Nhiều khách hàng hay hỏi là ôi Đăng ơi, cho anh hỏi là cái kích thước của cái bản 7 chỗ và bản 5 chỗ nó có khác nhau không? Xin thưa quý vị các bạn là sẽ không khác nhau một chút gì về chiều dài, chiều rộng và kích thước của xe nhé. Nó chỉ khác ở phần nội thất về việc bố trí ghế ngồi thôi. Và phía bên ngoài thì các bạn có thể để ý rằng đây là mẫu Range Rover SE Long Bay. Chính vậy trục cơ sở sẽ là trục cơ sở dài, xe dài 5m2 các bạn nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy đầu tiên là phần mâm. Mâm đây sẽ là mâm 22 inch đa chấu và mã mâm này là 7023. Mâm này cũng là mâm tương phản quý vị các bạn nhé, có đen và có màu sáng tương phản. Đây là option chọn thêm với cả mẫu SE này. Kẹp phanh của chiếc Range Rover SE Long Bay phiên bản 7 chỗ này cũng được trang bị thêm option chọn thêm, đó là kẹp phanh màu đen, có thể đồng màu tương phản lại với cả cái phần mâm ở ngoài. Cùng với đó thì sẽ làm chiếc xe nó sẽ thể thao hơn khi mà vận động. Vẫn được trang bị hệ thống treo khí nén điện tử thông minh cho tất cả các mẫu xe của Range Rover các bạn nhé. Và đối với cả SE thì sẽ không có dòng chữ biểu thị tên ở đây. Phần mang cá này ở Việt Nam mình hay gọi là mang cá. Đây là phần hông của phần cánh cửa. Trên phiên bản này thì các bạn có thể nhìn thấy ớt thế sao cái phần mang cá nó lại có cái màu hơi ghi này. Đây cũng là một phần option chọn thêm. Đây là đi theo bộ gói tổng thể ngoại thất Atlas. Nó sẽ đi kèm với cả thứ nhất đó là phần mang cá này. Thứ hai lên đầu nhá. Thứ hai đó là dòng chữ Range Rover ở trên nắp capo. Đó, các bạn thấy như thế đây. Nó cũng sẽ màu ánh chì như này. Thứ ba đó là chúng ta nhìn thấy phần lưới tản nhiệt ở đây. Cũng cùng màu Atlas này. Thứ tư đó là phần cản dưới. Cũng sẽ cùng màu với cả màu Atlas. Camera 360 độ tế ảo ở đây. Và phần đèn của mẫu SE này sẽ được trang bị công nghệ đèn pixel LED. Chúng ta có nhìn thấy ở đây này, 1, 2, 3, 4, 4 cái điểm đèn ở bên trong. Và công nghệ mới sẽ được thay đổi cái thiết kế của đèn, khiến cho cái phần đường LED ở đây chúng ta nhìn thấy LED biểu trưng nó sẽ dày hơn, nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Phía trước này chúng ta sẽ có thêm một option nữa cho phần kính chắn gió, đó là thêm chức năng chống tia UV. Khi mà người lái ở trong xe, chúng ta lái xe thì nếu như chúng ta mà đi đường nắng quá mà nó chiếu vào, loại bỏ tia UV sẽ tốt hơn cho sức khỏe của quý khách hàng khi mà sử dụng. Bên cạnh đấy thì nói thêm một chút về động cơ nhé. Động cơ của xe thì được trang bị động cơ 3.0 turbo tăng áp, sản sinh công suất là 360 PS. Động cơ 3.0 thì mang tới cái cảm giác lái rất là mềm, mượt và rất là feel. Nếu như mà quý khách hàng nào đã được trải nghiệm mẫu xe Range Rover tiền nhiệm mà mẫu 405, còn mẫu này là tên là mẫu 460, thì đây là mẫu quy định của hãng thôi. Còn cái này thì nếu như quý khách hàng mà chưa được trải nghiệm thì có thể liên hệ với Ngọc Đăng, Ngọc Đăng sẽ mời quý khách hàng trải nghiệm nhé. Phía bên ngoài xe thì được trang bị đó là màu trắng Ostoni Pearl White và đây là màu sẽ là màu chọn thêm. Bên ngoài là màu trắng thì bên trong sẽ là màu Ebony, màu đen. Ghế da màu đen và nội thất cũng là màu đen luôn. Tô điểm bởi một số điểm như là khu vực cần số, vô lăng và phần ốp của phần cánh cửa sẽ đều được trang bị ốp gỗ óc chó màu nâu quý vị các bạn nhé. Có hai loại màu nâu này cho phần gỗ óc chó, đó là một là có sọc, hai là không sọc. Thì trên mẫu SE 7 chỗ này thì được trang bị loại không sọc thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều khi mà nhìn ở phần góc này. Phần sau chúng ta nhìn thấy ở đây thì chiếc xe này nó đang ngồi lên. Thì chiếc xe này được trang bị ghế 7 chỗ full size nhá. 7 chỗ full size chứ không phải là 5 cộng 2. Chính vì vậy chúng ta sẽ ngồi rất là thoải mái cho tất cả
các hành khách, tất cả thành viên trong gia đình của quý vị bạn khi mà ngồi trên xe. Thì đây là vị trí ngồi của Ngọc Đăng khi mà ngồi vị trí hàng ghế thứ hai. Thì Ngọc Đăng cao 1m68 và đây đồ gối vẫn rất là thoải mái quý vị các bạn nhé. Ở đây có phần cặp đồ, phía đằng sau này chúng ta sẽ có thêm hai màn hình giải trí phía đằng sau 11.4 inch, giúp chúng ta có thể là thứ nhất là có thể giải trí qua media riêng màn hình này, và sẽ kết hợp thêm cùng với đó là có thêm hai cái tai nghe để chúng ta nghe độc lập. Thứ hai, chúng ta có thể tích hợp để có thể chơi game qua cái màn này. Thứ ba, chúng ta có thể sử dụng chúng ta kết nối qua điện thoại này, iPad này, thiết bị di động để có thể truyền tải được thông tin và video qua đây. Thì nhiều khách hàng khi mà mua xe thì mua thêm một cặp màn hình như này là option để có thể gia đình có trẻ em và có thể mở một số video, một số phim thiếu nhi để cho con của khách hàng xem khi mà di chuyển trên đường. Đấy thì chúng ta sẽ xem hàng ghế thứ ba nhé. Hàng ghế thứ ba thì xuống thì tất nhiên nó sẽ nằm ở cái vạt này và cái bộ điều khiển. Đây, bộ điều khiển ở đây. Thì bây giờ Ngọc Đăng chỉ cần ấn như này. Đó. Thì cái phần ghế nó sẽ bật lên như này. Và bằng điều khiển điện. Hàng ghế thứ ba hiện tại các bạn nhìn thấy đây, nó đang được gập xuống. Đó. Và bây giờ thì Ngọc Đăng sẽ gập lên nhé. Gập lên thì bây giờ chúng ta sẽ dùng nút đây chúng ta bật này. Chúng ta có hai bên này, chúng ta có hai bên điều khiển này. Lúc này thì hàng ghế thứ ba mới bật lên như thế này. Chúng ta sẽ ngồi lên phía trước để có thể giới thiệu đến quý khách hàng một chút về tính năng phía trên đầu của chiếc Range Rover SE Longibay phiên bản 7 chỗ này nhé. Đồng bộ với cái phần khu vực ốp gỗ của phần khu vực cần số thì vô lăng chúng ta cũng sẽ có ốp gỗ cùng với cả loại gỗ chúng ta sử dụng cho cái phần khu vực cần số này. Chúng ta có thể sờ rất là mịn này. Và hệ thống giải trí của chiếc SE 7 chỗ này sẽ được trang bị dàn loa Meridian của Anh Quốc, rất là nổi tiếng của dòng xe Land Rover, và quý khách hàng hay xem review của Ngọc Đăng thì chắc chắn sẽ không còn lạ gì về loại loa như này. Cái phần trên này chúng ta sẽ thêm một cái cửa sổ nóc, và cửa sổ nóc này sẽ đầy đủ kéo dài tận hàng ghế thứ hai các bạn nhé. Đó. Bản này thì chúng ta sẽ mở rèm ra và chưa có thể mở cửa sổ ra, chúng ta sẽ chỉ mở rèm thôi các bạn nhé. Đối với ghế da của chiếc SE 7 chỗ này, chúng ta sẽ được trang bị loại ghế chỉnh điện 20 hướng và sẽ có nhiều ghế 3 vị trí cho cả hai bên như thế này. Bên cạnh đấy thì sẽ có sấy sưởi và làm mát ở phía trước như này. Phía hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ có sưởi và hàng ghế thứ ba chúng ta cũng sẽ có sưởi các bạn nhé. Cả ba hàng ghế sẽ đều có chức năng sưởi để cho thành viên gia đình ngồi sẽ có thêm tính năng để chúng ta có thể sử dụng. Điều hòa độc lập, chúng ta sẽ có độc lập 4 vùng phía trước và phía sau để chúng ta dùng thoải mái các bạn nhé. Ở đây thì trên cái khu vực của phần tablo chúng ta sẽ có thêm màn hình head up display để hỗ trợ quý khách hàng khi mà chạy, thì chúng ta sẽ có hắt kính để chúng ta có thể nhìn. Thứ nhất, chúng ta sẽ có thể nhìn được tốc độ chúng ta chạy này. Chúng ta có thể kiểm tra được là bài hát gì có thể thay đổi media, hoặc là có thể là cuộc gọi của điện thoại đến là của ai nó sẽ hiện lên ở phía trước như này, cũng rất là tiện cho quý khách hàng khi mà sử dụng. Ở đây chúng ta sẽ có phần táp lô đã được thay đổi toàn diện. Đấy, và các hộc này chúng ta có thể thêm rất là nhiều chỗ để đựng đồ này, có sạc không dây, có sạc cắm dây này. Ở chỗ đây chúng ta bỏ ra thì chúng ta sẽ có thêm khu vực để cắm dây USB và jack dưới đây, nó cũng rất là nhiều. Nói một chút thêm về tính năng ở trên vô lăng nhé, chúng ta chưa nói sâu. Về bên trái chúng ta sẽ có hỗ trợ về media này, về bên phải là hỗ trợ lái này, chúng ta có giữ làn này, chúng ta có sưởi vô lăng, đã có ốp gỗ rồi chúng ta thêm có cả sưởi vô lăng, chúng ta có adaptive cruise control, chúng ta có giới hạn tốc độ limiter. Ở phía đằng sau chúng ta sẽ có lấy chỉ số sau vô lăng cộng trừ để chúng ta trải nghiệm những giây phút lái thể thao bản 7 chỗ. Ở đây chúng ta sẽ có thấy là cái phần màn hình này nhá, chúng ta sẽ vào cái phần này, chúng ta kiểm tra các cái tính năng của xe. Thì trên mẫu này thì chúng ta đầy đủ ngập tràn những tính năng. Chúng ta có ghế này, chỉnh ghế này, điều hòa này, camera 360 độ thực tế ảo này. Cái camera này chúng ta sẽ có on road và off road này. Chúng ta có quét gầm này, đầy đủ này. Ở đây chúng ta sẽ có thêm valet mode này để có thể cài đặt để khóa được cái khu vực này. Đấy, chúng ta có thể lựa chọn một mật khẩu tạm thời, 1 2 3 4. Nhập lại mật khẩu 1 2 3 4. Thì bây giờ chúng ta không thể mở được chỗ này ra. Trong trường hợp chúng ta muốn để đồ cá nhân thì chúng ta để dấu vào đây. Khi chúng ta giao xe cho một người lạ, chúng ta có thể khóa như vậy để cho
an toàn cho giấy tờ bên trong. Chúng ta muốn mở lại, chúng ta lập lại, chúng ta nhập lại mật khẩu trong hộp đăng. 4. Ok. Chúng ta sẽ có đo mực ngập nước này của xe này. Đo mực ngập nước của xe này. Một số thông tin về địa hình này. Góc nghiêng này, góc chú đầu này của xe này. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm đèn nội thất này. Chúng ta sẽ có lựa chọn các màu tùy theo cảm xúc, tùy theo cảm hứng của quý vị các bạn, hay tùy theo sở thích và customize này. Đó. Chúng ta sẽ nói thêm một chút về chế độ lái nhé. Nhìn xuống đây trong hộp đăng. Ở đây thì đây là chỗ bật chế độ lái. Đây. Xe thì sẽ có 9 chế độ lái. Nhưng nếu các bạn đếm vào đây thì nó chỉ có 8 này thôi. Còn khu vực này thì là chế độ thứ 9. Chế độ thứ 9 ở đây thì ngoài chế độ chúng ta chạy Comfort này, chúng ta chạy Eco này, Dynamic chế độ khỏe này, chúng ta chạy năng động này, thì chúng ta sẽ có thêm một chế độ là chế độ Configurator. Thì chúng ta sẽ có tự lựa chọn được một chế độ chạy theo phong cách riêng của quý bạn. Chúng ta có thể lựa chọn được một số cái nè. Chúng ta thử chọn từ trên nhá. Đấy, chuyển lực này, vô lăng này, nhẹ hay là nặng này, như thế này. Đấy. Traction control này, ride control này, nó tùy theo quý vị các bạn lựa chọn để cho phù hợp. Phần dưới này chúng ta sẽ có khu vực để điều hòa này, khu vực điều hòa vật lý ở đây và các nút điều chỉnh như là lấy gió trong lấy ra ngoài, sấy sưởi và đồng bộ điều hòa ở đây, tiện lợi cho quý khách hàng sử dụng. Phần đuôi của xe hiện tại thì Ngọc Đăng đang tắt cái đèn ở đây. Thì thông thường ấy, thì khi mà các bạn chạy thông thường ấy, thì xe nó sẽ đen như thế này. Và nếu như quý vị các bạn đạp phanh thì cái phần đèn này nó sẽ sáng lên, xi nhan sẽ ở điểm này. Đó. Khi các bạn đạp phanh thì nó sẽ như thế này, nó sẽ sáng như này. Và nếu như quý vị các bạn mà bật xi nhan nhé, đấy thì là nó sẽ hiện ở phần đuôi như này. Nó mang tính biểu tượng đặc biệt. Phần cốp xe, đây là bản 7 chỗ. Chính vì vậy thì khi mà các bạn thông thường các bạn sẽ đóng xuống như thế này. Đây, Ngọc đang mở ra cho các bạn xem. Bản 7 chỗ các bạn sẽ có thêm một cái tấm che đồ như thế này. Tấm che đồ có thể là che đồ tháo và gỡ, nó rất là tiện lợi cho quý vị các bạn. Ở đây sẽ có, đi theo xe sẽ, bởi vì xe mình có hai màn hình giải trí phía đằng sau. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ có đi kèm thêm, đó là hai cái tai nghe, headphone và đi theo xe và bắt Bluetooth trực tiếp trên hai cái màn mà chúng ta sử dụng. Đây là xe mới, Ngọc Đăng xin phép là sẽ không bóc ra. Đây, nó sẽ nằm ở đây, rất là gọn đây. Phía đằng sau cốp xe thì chúng ta sẽ có một số tính năng chúng ta có thể lựa chọn. Giả dụ đây chúng ta sẽ có phần đóng một phát cả 4 ghế luôn. Ví dụ đây chúng ta sẽ có đóng một lần, ấn một lần, chúng ta sẽ đóng cả 4 ghế xuống để có thể là tạo không gian trải phẳng đều phía đằng sau nếu như chúng ta đi dã ngoại. Hoặc là chúng ta chở nhiều đồ, chúng ta có thể ấn nút này để có thể là đóng tất cả ghế xuống và sẽ gọn hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể là nâng hạ gập bằng cái phần này để có thể là đưa đồ ra đưa đồ vào dễ hơn, tiện lợi hơn cho quý khách hàng. Chúng ta ở phóc góc bên này chúng ta sẽ có một cái tấm ốp biển ở đây. Và cái tấm ốp này thì thông thường thì ở nước ngoài người ta hay ốp ở phần biển vuông này. Việt Nam mình có biển vuông nhưng mà thường nó sẽ ép bên trên. Đối với cả Việt Nam mình thì hay sử dụng cái phần biển dài ấy, chúng ta sẽ để phía bên trên, để phía trước như này, nó sẽ đẹp hơn. Phía sau này thì Việt Nam ít dùng. Vừa rồi thì Ngọc Đăng đã giới thiệu đến quý vị các bạn về một mẫu xe Range Rover SE Long Bay phiên bản 7 chỗ. Và đây sẽ là một chiếc xe rất là hiếm có, khó tìm để có thể là ở đây để có thể giới thiệu đến quý vị các bạn. Vì trước đây thì hầu như là đều chỉ có phiên bản SE 5 chỗ thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ có một phiên bản rất là đặc biệt ở đây, 7 chỗ cho bản SE Long Bay chủ cơ sở dài, rất là phù hợp. Và tất nhiên giá cả thì nó sẽ dễ chịu hơn một chút so với cả bản Autobiography. Và nếu như quý vị các bạn cũng muốn sở hữu chiếc xe như này, hãy liên hệ với Ngọc Đăng để Ngọc Đăng có thể giới thiệu đến quý vị các bạn, có thể mời đến quý vị các bạn trải nghiệm xe sẽ thực tế hơn và giới thiệu đến quý vị các bạn chi tiết hơn về các tính năng, về các option trên xe. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị các bạn tại các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào.